Chào các bác quay trở lại với cả TG. Ngày hôm nay thì đánh dấu một cái mới, rất là mới trên các dòng TV chạy hoạt hình Android của Sony, hay là các bác sử dụng TV của TCL, hay các cái dòng như của Sharp, của Toshiba hay là của Kuka. Đó là có giới thiệu thêm một cái ứng dụng mới trình duyệt web cốc cốc ở trên TV. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn mọi người cách có thể tải được một trong những trình duyệt để mọi người duyệt web, chặn quảng cáo, xem video không quảng cáo và tìm kiếm nhanh hơn bằng giọng nói. Một cái ứng dụng cũng rất là hay, trình duyệt cốc cốc hay còn gọi là trình duyệt web ở trên TV. Các bác sử dụng TV thông minh, muốn lướt web, muốn xem phim, muốn xem bóng đá trực tuyến, hay là đơn thuần là các bác xem những cái video trên YouTube mà không bị quảng cáo ấy, thì mọi người có thể tải cái ứng dụng này về. Rất là nhẹ, dễ dùng và đơn giản. Các bạn có thể kết hợp để duyệt, xem tin tức, xem phim, các cái trang phim trực tuyến đơn giản. Có thể tìm kiếm bằng giọng nói khi mà kết hợp sử dụng điều khiển. Trình duyệt cốc cốc ở trên TV thì các bác sẽ rất là đơn giản bằng cách truy cập vào kho ứng dụng của Google, hay gọi là CH Play với những chiếc TV có cái giao diện mới, giao diện Google TV. Thì các bác truy cập qua ứng dụng, sau đó thì vào mục tìm kiếm ứng dụng. Còn đối với các dòng TV chạy hoạt hình Android thấp hơn thì mọi người tìm tới CH Play hay là ứng dụng Google Play Store, sau đó mọi người truy cập vào, ấn vào ô tìm kiếm. Các bác sẽ gõ chữ cốc cốc. Gõ chữ cốc cốc xong thì mọi người sẽ tìm tới, ấn cốc cốc này. Đấy, ấn cách này, cốc cốc này. Đấy, ấn cốc cốc, sau đó ấn tìm kiếm thôi. Kết quả cho cốc cốc. Đấy, thì ngay lập tức là nó sẽ ra cái cốc cốc TV Browser này. Mọi người ấn vào, sau đó thì nó sẽ có chữ cài đặt. Các bác ấn vào cài đặt, rồi ấn mở là ok. Thì để có thể sử dụng ở đây thì rất là đơn giản. Các trang gợi ý ban đầu là cốc cốc này, hoặc là mọi người có thể truy cập rất là nhanh các trang ghim sẵn ở cái menu này, đọc báo ở 24 giờ, đọc báo ở dân trí. Đấy, đọc báo ở dân trí, rất là nhiều các tin tức sẽ được cập nhật tại đây. Dễ dàng, đơn giản để có thể đọc tin tức, đọc báo. Mọi người cũng có thể là truy cập để tìm kiếm các cái trang phim. Đấy, truy cập vào đây, sau đó thì các bác ấn tìm kiếm bằng cách gõ cái từ khóa hoặc gõ cái tên website mà mọi người muốn tìm tại đây. Đấy, ấn mũi tên, dùng điều khiển đi lên đi xuống, ấn ok để lựa chọn, chẳng như ấn xem phim. Đấy, xem phim. Đấy, ngay lập tức nó sẽ có gợi ý kìa. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, thì nó xuống này. Đấy, khi mà mọi người ấn ok thì nó sẽ cho ra cái kết quả tìm kiếm theo cái từ khóa. Đấy, các bác cần tìm gì các bác ấn tại đây, nó giống như Google thôi. Đó là trình duyệt sử dụng cái tính năng tìm kiếm đơn giản và dễ dàng. Cái clip này thì một clip đơn giản để các bác có thể là tải thêm được trình duyệt. Đối với những cái dòng TV như của TCL hay là những dòng TV cũ ấy, thì nó không có cái trình duyệt web có sẵn. Thì mọi người tải cái cốc cốc này về, dùng rất là mượt. Cảm ơn các bác.